Xin chào mọi người. Hôm nay tôi có một tâm sự rất thật của chính bản thân tôi. Năm nay tôi đã 64 tuổi, về hưu được 9 năm. 3 năm trước có thể nói, sức khỏe của tôi rất tồi tệ, ốm đau triền miên, liên tục phải đi gặp bác sĩ. Tôi rất buồn và chán. Cơ duyên tôi gặp được bác Mích. Bác Mích là người đồng nghiệp với chồng tôi. Nay bác là người thầy về thực dưỡng. Thông qua những chia sẻ của bác đã giúp tôi hiểu phương pháp ăn uống cân bằng âm dương, đẩy lùi bệnh tật. Và cũng cơ may thông qua bác mà tôi biết được sản phẩm Lucian Can, thực phẩm miễn dịch đầu tiên của Việt Nam. Đây là một loại thực phẩm tôi đọc và nghiên cứu thấy những cái nguyên liệu để sản xuất ra cái sản phẩm này rất là lành sạch. Đặc biệt là nó lại cân bằng âm dương. Sử dụng thì dễ dàng, lại cho mọi lứa tuổi. Chính vì vậy, tôi đã sử dụng nó. Nay đã được 3 tháng. Vừa rồi, tôi đi xét nghiệm máu, thì tôi thấy kết quả máu của tôi, mỡ máu đã giảm, men gan giảm, một số bệnh tật, sớm nắng chiều mưa của tôi không còn nữa. Tôi rất mừng. Tôi mong mọi người hiểu, biết đến cái sản phẩm này để sử dụng, làm sao cho sức khỏe của mình được tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống để yêu cuộc sống hơn. Tôi thành tâm cảm ơn Lucian Can. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo sớm nhất cho những video tiếp theo. Liên hệ hotline 0866 218 788 hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn miễn phí bởi chuyên gia Lucian Can. Truy cập website nuchiancan.com.vn để biết thêm chi tiết. Lucian Can, thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam.